Nào có hoàng tưởng, nhau to xảy ra đây này. Yeli nằm xuống rất nhanh với sát thương cuối cùng thuộc về vị trí của Leona, cắt sát áp sát đến từ vị trí của Morgan, làm choáng thành công. Ash là người có được điểm hạ gục, bắt đầu càn lướt với thằng cá sấu đến từ Morgan. Anh ta bật chiêu cuối và anh ta cứ thế bơi vào thôi. Điểm hạ gục đầu tiên đã có dành cho Morgan, làm choáng thành công, double kill dành cho Morgan. Với mạng của Nocturne nằm xuống, cú khiêu khích để bảo vệ Ash đến từ vị trí của Galio và Rayton trong tay Morgan tới thì rõ ràng là con Zac này không có cửa để hạ sát ai cả. Chạy đi đâu đấy bạn ơi? Đi vào trụ, cố gắng ăn trụ, nhưng Rayton trong tay của Morgan có thể sẽ có cú triple kill không chính thức trong tình huống này, nhưng không, lập lăng tới với biến ảnh và quét sạch dành cho team của Morgan. Zac quyền năng khiến Dora đến từ cả hai người luôn. Nào quay tay làm choáng, cũng có pha đúp 50 độ đến từ Morgan. Chơi hit cảm giác là khá cân bằng nha, nhưng mà Zuhan quyết định là nhảy vào chơi luôn. Morgan chuẩn bị hồi lại quy nha. Cú điệu cá sấu hồi lại máu, tốc biến đi, tốc biến theo solo kill dành cho Morgan. Ôi, cá sấu của ngài. Cá sấu của ngài thì vẫn là cái thứ gì đó rất bảo tín với mạng solo kill vừa rồi trước Zuhan ở cánh trên. Chơi hit đoạn đầu thì trông có vẻ là cân bằng, nhưng mà cuối cùng thì Morgan vẫn là người chiếm được thế thượng phong với việc là anh ta hồi lại quy nha. Ơi mà Morgan cố gắng đẩy thơ lính này vào. Tham đẩy thơ anh em ơi. Nào làm choáng pha này không được rồi, không làm choáng kịp đến từ Morgan. Solo kill dành cho Zuhan ngược trở lại. Tính ra là nhìn hơn rất là nhiều với vũ điệu cá sấu ở những lần cắt phá sát đến từ Morgan. Áp lực pháp lính trong trụ ấy còn bị con Rayton cứ thường cà vào người vũ điệu cá sấu khác. Nào làm choáng không thể cấu từ Morgan rồi, pha quay tay khá tốt từ Zuhan làm choáng ngược trở lại Morgan. Nhưng giáo chung đến từ Nearly và thôi tạm biệt Zuhan. Hồi lại quy và đủ sát thương từ Morgan với mạng thứ hai của anh ta trên top. Tình huống can thiệp rất kịp thời từ Nearly nha. Pha bằng trụ thành công đến từ bộ đôi bên phía của team 2. Stack trụ đầu tiên ở cánh trên đến từ Morgan với tàn phá hủy diệt. Kiểm soát sứ giả đến từ bộ 3 bên phía của team 2. Galio, Nidalee cũng như là Rayton của Morgan. Zax, Leona đang di chuyển ra. Lissandra còn hơi thấp máu ở trong pha này nha. Nocturne sẵn sàng với hoang tưởng này. Morgan còn thần cá sấu nha. À, kiểm soát sứ giả trước này, quay tay làm choáng thành công đến từ Zuhan, nhưng trừng phạt thành công đến từ vị trí của Nearly rồi. Sứ giả được nhặt bởi Morgan, cắt sát áp sát vào Zuhan, làm choáng thành công Zuhan nhưng một chấm máu. Nhảy và nện hạ gục thành công được Galio đến từ Zac, nhưng ngay tức anh ta phải trả mạng người trở lại với tính mạng thuộc về Nearly. Hồi máu từ Nearly, Nearly vẫn sống trong pha này và triple kill dành cho Nearly. Thêm 3 bạc acid nữa dành cho Rayton của Morgan ở cánh trên và anh ta nhặt được mắt sứ giả trong pha vừa rồi nha. Và chưa thả được đến từ Rayton trong tay của Morgan. Hấp huyết, trong khi đó thì bên phía bên kia Zac vẫn chưa xong được bố rìu ở đồ 1 nha. Yêu đồ của Zac hiện tại thì sẽ là bố rìu và rìu đen ở trang bị thứ 2. Rayton sẽ là hấp huyết và rìu đen ở món 2. Cắt sắt né làm choáng tốt đến từ vị trí của Morgan. Bật luôn chiêu cuối từ Zuhan này, lời hơn một chiêu cuối mà Zuhan đang khó rất đau người Morgan nha. Morgan chưa hồ lại mình thần cá sấu, 4 giây hồ lại cho mình thần cá sấu. Đang cố gắng câu giờ, Lissandra lên rồi tốc biến làm choáng nhưng bị làm choáng ngược trở lại tình huống quay tay. Và Zuhan tình huống outplay rất tốt. Lập lăng tới rồi, nó sẽ là một đổi một ở cánh trên thôi với biến ảnh cũng như ấn ác ý. Và thêm một đôi giày Ionia nữa đến từ Rayton của Morgan nhá. Kéo đấu đường trên cảm giác Morgan anh ta vẫn đang kiểm soát được với CS chênh lệch so với lại Zac hơn 10 con. Lên cánh trên ganh rồi, Nocturne bật hoang tưởng, Leona cũng đang di chuyển lên, nó sẽ là 2-3. Hơi khó rồi Nearly trong thơ này, anh ta dính quá nhiều hiệu ứng và chuẩn bị phải lấy bảng điểm số rồi. Nearly hạ sát một người trước khi anh ta nằm xuống. Và đây sẽ là pha chống băng trụ đến từ Rayton trong tay của Morgan. Zuhan dính quá nhiều sát thương và anh ta sẽ nằm. Chắc chắn rồi, và đó là cú double kill dành cho Rayton trong tay Morgan. Tình huống phòng ngự vào đài trụ thành công đến từ Rayton trong tay của Morgan. Và đây là Six thành công. Six hai lần luôn đến từ vị trí của Lập Lang. Cắt sát áp sát. Nó có thể sẽ là triple kill nhưng không. Morgan lạnh lùng quay lưng bỏ đi để nhường mạng đó dành cho Lập Lang. Ngài hơn mạng, 4 xác, 6 hỗ trợ. Mới chỉ nằm xuống 2 lần thôi. Trong khi đó thì Zac của Zuhan đã là lần nằm xuống thứ 5 rồi. Và để tiếp tục tình huống chống đai trụ đến từ Rayton trong tay Morgan. 1-3 trên top. Rayton có một mạng trước khi nằm. Tình huống đổi mạng thành công đến từ ngài ở cánh trên. Đây là đồ 2. Đây là hướng sức mạnh đến từ Rayton nha. Ở tầm này thì cái số của Morgan rất mạnh. Cấp 11, 2 trang bị lớn. Di chuyển xuống cánh giữa phòng ngự tình huống đẩy vào đến từ Raven. Nào Raven này. Cắt sát, áp sát, làm choáng thành công. Tiếp tục dí vào. Liên tục là quy theo và hấp huyết. Thôi, tạm biệt. Rõ ràng là Raven sẽ không đủ sát thương hạ gục Rayton. Và Morgan có mạng solo kill ở cánh dưới một cách rất đơn giản khi anh ta không cần phải mất cho mình thần cá sấu. Cộng cầm 2.200 vàng và di chuyển.
Dịch chuyển lên cánh trên đến từ Morgan. Chuẩn bị đánh nhau to xảy ra. Lập Lăng một chấm máu lui về. Galio đang phải cân 2 trên top. Máu rất thấp từ Kalisandra cũng như Nocturne. Rồi làm choáng thành công đến từ Morgan. Quy hấp huyết một sạc dành cho Morgan. Và nó có thể sẽ là cú double kill. Cú đấm công lý khiêu khích thành công. Xích hút đến từ vị trí của Lập Lăng. Và đó là double kill dành cho Morgan ở cánh trên. Hậu nha. Đang có đánh nhau xảy ra. Nearly dính hoảng sợ rồi. Nhưng mà đứng trong vòng tay Morgan chắc chắn là sẽ an toàn. Nào tìm kiếm mạng đầu tiên. Băng trượng giữ chân thành công rác. Làm choáng thành công đến từ vị trí của Morgan. Cắt sắt lao theo. Vũ điệu cá sấu. Và thêm vào đó là một đòn đánh thường đủ sát thương đến từ Morgan với mạng thứ 9 của anh ta ở ván này. Nào có hoàng tưởng nhau to xảy ra đây này. Nearly nằm xuống rất nhanh với sát thương cuối cùng thuộc về vị trí của Leona. Cắt sắt áp sát đến từ vị trí của Morgan. Làm choáng thành công. Ash là người có được điểm hạ gục. Bắt đầu càn lướt với thằng cá sấu đến từ Morgan. Anh ta bật chiêu cuối và anh ta cứ thế bơi vào thôi. Điểm hạ gục đầu tiên đã có dành cho Morgan. Làm choáng thành công. Double kill dành cho Morgan. Với mạng của Nocturne nằm xuống. Cú khiêu khích để bảo vệ Ash đến từ vị trí của Galio và Rayton trong tay Morgan tới. Thì rõ ràng là con rác này không có cửa để hạ sát ai cả. Chạy đi đâu đấy bạn ơi. Đi vào trụ cố gắng ăn trụ. Nhưng Rayton trong tay của Morgan có thể sẽ có cú triple kill không chính thức trong tình huống này. Nhưng không. Lập Lăng tới với biến hành. Và quét sạch dành cho team của Morgan. Đợi Baron, Morgan sẽ đẩy banh cái trụ thứ ba đứng dưới và anh ta đang hướng tới nhà lính ở khu vực này luôn. Hôm nay đủ vàng nha, đủ luôn tiền mua giáp tâm linh rồi anh em ạ. Về nhà dịch chuyển ra, không quyết định là ở lại à? Đang có đánh nhau đứng giữa nha. Leona thiên đỉnh kiếm vào có hoàng tưởng luôn. Mọi thứ cố gắng dồn vào Ash. Nhưng Raven trong tay Morgan tớ bắt đầu bơi. Ngài bắt đầu bơi. Mục tiêu là Raven bị làm choáng của trông sát thương của Morgan kìa. Con giáp thiên thần không gì phải ngại cả tốc biến vào. Quy ba người và có được cho mình một mạng trong tình huống xử lý vừa rồi đến từ Morgan. Tiếp tục can của Lissandra này. Trụ không thành vấn đề với Morgan ở thời điểm hiện tại nữa. Và đó là lệnh ép ép đến từ team 1. Các bạn không thể nào ngăn cản sức mạnh đến từ con Rayton của Morgan khi mà anh ta có tới gần 4 trang bị ở thời điểm phút thứ 24-25 như thế này.